Xin chào anh em, chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tuyệt địa tại server S181. Và cái trận tâm ma này được chia sẻ với một người anh em, đó chính là Bình Trịnh. Rồi, trận này nhân vật chính của mình chơi Thiên Tâm kết hợp cùng với một côn lôn còn bất tỉnh và một tiêu dao cũng bất tỉnh luôn anh em ạ. Để coi là chúng ta có thể quậy cái trận tâm ma này một cách nhiệt tình được hay không. Và số đội hiện tại trong bản đồ chúng ta đó là 29 đội. Chuẩn bị chờ lính để farm anh em ơi. Rồi nói chứ giờ mình kiếm được lính farm trước nha. Kiếm đồ đặng cho mấy team kia nó quýnh trước anh em ạ. Đó, mình cứ đừng bình tĩnh thôi, đừng có manh động quá. Anh em manh động quá là mấy team kia nó thừa thời cơ, nó ăn hôi là khổ lắm. Như vậy đã có một team lên 7 điểm số rồi. Đó, mấy team kia cũng hộ báo ghê chưa. Quyển biết kiếp chung, tiêu dao ta nhường lại cho cung lôn luôn. Quá dữ dằn. Rồi, chúng ta đã có được 2 quyển bí kíp chung và vẫn còn 2 con lính tại khu vực số 32. Bây giờ mình farm xong cái mình chạy về đâu đây? Có một cái cường hóa trang bị sơ, ai sẽ là người nhặt, đó chính là tiêu dao. Ui, bí kíp sơ luôn, ngon lành. Trời, phải nói là team anh em farm đúng chất lượng anh em ạ. Farm con lính nào có đồ con lính đó là quá tuyệt vời. Như vậy đã có 7 đội lên bảng điểm số. Bây giờ chúng ta bắt đầu di chuyển về các khu vực phía trên. Rồi cái quan trọng là có giao tranh hay không nè anh em ơi. Khu vực số 20 có tài nguyên rất trống. 2 phục ma thạch tấn công trùng tuyệt vời. Và như vậy là con boss thủ lĩnh đã bắt đầu xuất hiện rồi. Vấn đề bây giờ là con boss đang ở đâu và có gần với chúng ta hay không? Rất gần anh em ơi, chỉ cách chúng ta 1 ô nữa là đến rồi. Rồi, kèo này có giao tranh, vạn hóa kia. Đó là team cầm tay hay treo? Đó là team treo hay cầm tay, mình thấy có một con gì con ngựa anh em ạ. Ủa, nó chạy mất tiêu luôn rồi. Như vậy cái team đây là team treo nha. Và bây giờ thì mình sẽ chờ hồi phục lại kỹ năng đó. Có ngựa, tiếp tục có thêm trang bị về cho các thành viên trong team chúng ta. Kim sáng dược nữa. Đây có phái dương môn nè. Cùng luôn mình đổi dương môn một cái là cứng team liền anh em ạ. Rồi boss đang bị mất phần trăm rồi anh em ơi. Và chúng ta di chuyển vào boss. Có team ăn boss, đó là côn lôn, dương môn và tiêu dao. Bắt con tiêu dao ngã xuống rồi. Dương môn thì đang quẩy bên trong. Cẩn thận cẩn lần côn lôn chúng ta. Côn lôn rút ơi. Thiên Tâm chúng ta hết chiêu và rút rồi. Tiêu dao có quẩy được hay không? Côn lôn thì bạn đã yếu máu. Côn lôn nhảy xuống, có cả một thiên nhẫn team khác nữa anh em ạ. Ai cha. Thiên vương nữa, rất nhiều team. Thiên Tâm chúng ta đã bị lọn rồi. Thiên Tâm lên thì chiêu cuối không nào? Chiêu cuối. Cắn máu anh em ơi. Mình giáo đàn bật hủy thiên. Cẩn thận nào. Như vậy là Thiên Tâm chúng ta đã rút lui thành công. Côn lôn cũng đã rút lui thành công. Tiêu dao cũng đã rút lui thành công anh em ạ. Một pha combat phải nói là rất căng tại khu vực boss thủ lĩnh. Ôi, côn lôn đã bị... Ôi, con tiêu dao cầm tay nha. Không treo, nó vừa kính công. Có cả thiên nhẫn. Ôi, sống chạy ta. Rồi xong tiêu dao luôn. Như vậy là rất tiếc cho côn lôn chúng ta đã có một pha chạy rất thành công nhưng đã bị tiêu dao kéo lại. Và chúng ta chỉ còn có tiêu dao trong bản đồ này. Tiêu dao vẫn đang có mặt tại khu vực boss thủ lĩnh anh em ạ. Cuộc chiến vẫn đang rất loạn. Thiên Tâm chúng ta cần phải quay lại để hỗ trợ cho tiêu dao. Rồi di chuyển về khu vực nãy coi có gì nhặt được hay không anh em ơi. Rất nhiều tài nguyên được đổ ra tại khu vực boss thủ lĩnh và chúng ta có một cái phục ma thạch khống chế cao. Rất nhiều rương và các thành viên mình đang cố gắng để chết rương. Và anh em thấy là con boss thủ lĩnh thứ 2 cũng đã xuất hiện rồi. Nhưng vị trí rất là xa trong bản đồ này mà. Có lẽ chúng ta cần phải lên ngựa và di chuyển. Rồi, chạy đến nào, tranh thủ. Boss vẫn còn anh em ạ. Hy vọng là mình sẽ tiếp tục có được những tình huống giao tranh tại khu vực số 34. Rẽ sang phải và số đội hiện tại bây giờ đang còn 8 đội. Thiên Tâm đang chờ đợi tiêu dao. Rồi tới khu vực có boss. 62%. Đây nè, đó trời ơi, tàn kiếm cùng luôn. Còn gì Thiên Tâm hả anh em? Tiêu dao anh em à, Thiên Tâm nữa kìa. Rồi thôi rút bà con cô bác ơi. Chúng ta rút lui thành công. Ủa tiêu dao từ từ. Tiêu dao kéo cung lôn và cung lôn là lướt thành công. Cẩn thận tiêu dao ơi. Có Thiên Tâm trong này. Thiên Tâm đã lên quân hàm Ý Thiên rồi. Thiên Tâm đã ngã xuống. Trời ơi, ngon lành. Như vậy là mình đã kết thúc được các thành viên của Tiền Địa Bàn với Tàn Kiếm, Côn Lôn và Thiên Tâm. Tuyệt vời. Cái rương Thiên Tâm quân hàm Ý Thiên anh em ạ. Không biết là anh em có để ý thấy hay không. Nhiều khi trong lúc người ta đang bê ca lọn anh em ta không để ý tới đâu. Mình thì mình sẽ quan sát dễ hơn. Như vậy là Tiêu Dao đã lên được quân hàm Ý Thiên rồi. Trời ơi, ngon lành. Team mình là có thêm đá hồi sinh nữa kìa. Ô, viên đá. Hồi nãy giờ mình không thấy anh em giặt đá luôn đó ta. Ôi, ngon lành anh em ơi. Thiên Tâm mình có đá hồi sinh là chuẩn bị khô máu tiếp tục. Bây giờ thì chúng ta đang có mặt tại khu vực số 28. Và chờ đợi chuẩn bị vòng số 2 bắt đầu. Có một con gì đó, đó là con vạn hoa. Vạn hoa đã di chuyển về khu vực phía trên. Như vậy là vòng số 2 bắt đầu và chúng ta đang còn 7 đội. Rồi, ảo tượng đâu anh em à? Mình về ảo tượng mình kiếm kèo BK nè. Đây, vạn hoa, cẩn thận nha. Tiêu Dao chúng ta bật lốc rồi, đội bạn cũng có Tiêu Dao với Tàn Kiếm chạm nhạc. Tiêu Dao chúng ta, ôi cẩn thận, Tiêu Dao bị khống chế rồi. Tiêu Dao ngã xuống luôn anh em à. Tiêu Dao đội bạn vẫn còn chiêu một né. Trời ơi, Tiêu Dao vẫn chạy được. Ai ai căng vậy, quá căng rồi anh em ơi. Bây giờ thì Thiên Tâm chúng ta đang cố gắng đuổi theo Tàn Kiếm. Tàn Kiếm vẫn chạy được. Thiên Tâm không lên được ngựa. Đây đây, con Tiêu Dao. Tiêu Dao 100 máu. Tiêu Dao vẫn chạy được. Chúng ta có chiêu cuối. Tiêu Dao đang bị làm chậm. Như vậy là Tiêu Dao đã ngã xuống rất nhỏ cho Tiêu Dao, bởi vì Thiên Tâm đã làm chậm Tiêu Dao trước đó. Như vậy là bây giờ chúng ta chỉ còn có một mình Thiên Tâm để tiếp tục cái trận tầm 3. Rồi, rớt thêm 2 đội nữa rồi anh em ơi. Hiện tại ảo tượng vẫn còn. Như vậy khả năng ảo tượng vẫn đang giành giật với nhau rất nhiều. Và bây giờ Thiên Tâm chúng ta đang tiến về khu vực ảo tượng. Ảo tượng đã được mở rồi. Khả năng sẽ có giao tranh tại khu vực số 14. Có không, có không? Đã mặc định có rồi. Đó là Thiên Nhẫn và Côn Lôn thức tỉnh. Bỏ Thiên Nhẫn đi, tập trung bắt Côn Lôn. Đúng rồi, Côn Lôn đang cố gắng chạy. Côn Lôn 100 máu và như vậy Côn Lôn ngã xuống. Côn Lôn có đá hồi sinh và Thiên Tâm chúng ta buộc lòng phải rút lui anh em ạ. Wow, như vậy là anh em thấy trong map này có Côn Lôn thức tỉnh. Và chính vì có sự xuất hiện Côn Lôn sẽ gây khó dễ rất nhiều cho Thiên Tâm. Căng nha anh em ơi. Tiếp tục Côn Lôn, Thiên Vương giao tranh với nhau. Không biết đây là team chung hay là team khác nhau đây. Team khác rồi nhưng mà mình thấy là Côn Lôn vừa câu pha khống chế Thiên Vương. Thiên Tâm chúng ta đang cố gắng rút lui. Lên ngựa được không anh em? Lên ngựa được rồi. Và như vậy là trong bản đồ chúng ta đang còn 3 đội. Với Côn Lôn, Thiên Vương. Hình như Thiên Vương đi chung Thiên Nhẫn hay sao anh em ạ? Kèo vẫn đang rất căng thẳng. Đây là tiếp tục có giao tranh. Đó là Côn Lôn. Thiên Vương thì đang bị khống chế. Thiên Vương bật búp được rồi. Chúng ta khống chế Côn Lôn và kết thúc được ai? Thiên Nhẫn chụp chiêu cuối không được rồi anh em à. Wow, chúng ta mất đá hồi sinh và bây giờ cần phải đuổi theo Côn Lôn. Như vậy là chúng ta không làm chậm theo Côn Lôn và chiêu cuối đã không có tác dụng. Côn Lôn đã rút lui thành công. Và hiện tại Thiên Vương với Thiên Nhẫn vẫn còn anh em ơi. Tình huống đó chúng ta ăn hồi không thành công. Ô, đâu lòi ra Tàn Kiếm vậy? Ui chà, Tàn Kiếm này nên tao mới nhú ra vậy anh em. Như vậy mình đã mất dấu các thành viên trong bản đồ này. Và con boss thủ lĩnh đang có mặt tại khu vực số 16. Không có team nào dám ăn boss. Và đây sẽ là một cái thử thách khó khăn cho Thiên Tâm, bởi vì Côn Lôn đã rút lui thành công. Thiên Tâm đang cố gắng tìm kiếm một điều gì đó trong cái bản đồ tâm ma này. Con boss đã bắt đầu có người đam rồi anh em ơi. Đâu rồi? Đây đây đây, đây. Thiên Nhẫn. Rồi xong thằng nhỏ ra đi. Một chưởng một. Quá nhỏ cho Thiên Nhẫn. Boss đã biến mất chứ không phải boss bị kết thúc. Bây giờ con boss thủ lĩnh đã xuất hiện tại một khu vực khác. Vấn đề là bây giờ vẫn còn đến 3 đội trong cái bản đồ này. Và điều mình đang quan tâm đó chính là con Côn Lôn thức tỉnh nó đang di chuyển ở đâu. Wow, Thiên Tâm chúng ta đã sử dụng luôn cái ẩn thân. Và tàng kiếm đã xuất hiện rồi anh em ạ. À. Như vậy thì chỉ còn có một đội. Ủa, như vậy lặn cung lôn khả năng là bị kết thúc rồi anh em ơi. Rồi, tàng kiếm đang ngậm hành. Tàng kiếm định một mình ăn luôn con boss. Nhưng mà chúng ta có Thiên Tâm. Tàng kiếm đã lên 7x và tiếp tục hồi máu. Tàng kiếm quay ngược trở lại. Thiên Tâm chúng ta phải kinh công và né chiêu. Thiên Tâm không nên mạo hiểm bởi vì chúng ta chỉ đánh khi có chiêu cuối thôi nha anh em. Chúng ta quay trở lại. Tàng kiếm có chạy hay không? Không chạy luôn. Ôi, liều vậy. Tàng kiếm đã mất 7x rồi. Và đây là thời cơ của chúng ta. Tàng kiếm không thể nào hồi máu được anh em à. Rồi xong, không lo chạy nè. Bùm một cái nữa. Và như vậy là trận tâm ma kết thúc. Quá tuyệt vời. Và nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.